Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới Bánh Bèo. Hôm nay tôi lại xuất hiện ở thế giới tiền sử và bắt đầu một chế độ chơi rất đặc biệt, đó là đi săn mãnh thú. Và mãnh thú lần này đó chính là những con cá sấu khổng lồ. Mấy ngày trước tôi đã nghe thông tin xuất hiện những con cá sấu vô cùng hung tợn. Bọn chúng đã tấn công vào những người tiền sử, ăn thịt cả luôn một bộ tộc. Những con cá sấu này vô cùng to, vô cùng bự. Do đó ngày hôm nay tôi quyết định phải tiêu diệt hết bọn chúng để ngăn ngừa sự tàn sát vào thế giới của người tiền sử, ảnh hưởng tới sự phát triển của con người. Nào, giờ thì tôi sẽ nhanh chóng lên đường tới cái khu vực được cho là xuất hiện cá sấu khổng lồ ăn thịt người. Vâng, tôi cũng nhanh chóng chạy về phía trước. Đi được một đoạn đường, tôi đã thấy được sự xuất hiện của loài cá sấu, nhưng mà chỉ là những con cá sấu con mà thôi. Tôi cũng nhanh chóng sử dụng tay không để tấn công bọn chúng. Lợi dụng cơ hội đây là những con cá sấu nhỏ nên tôi phải giết bọn chúng, xem thử lũ cá sấu nhỏ này có nuốt cái vật thể gì đó của con người vào trong bụng hay không. Bởi vì khi ăn thịt người, lũ cá sấu sẽ nuốt chửng bọn họ. Đúng như tôi dự đoán, một chiếc rìu sắt, một cái bao tay và một cái nón trong cái bao tử của con cá sấu nhỏ này. Tôi cũng nhanh chóng lấy những cái số đồ này để sử dụng. Vâng, bây giờ tôi đã có vũ khí rồi, tôi lại tiếp tục lên đường đi tấn công tiêu diệt lũ cá sấu ăn thịt người. Thưa các bạn, con cá sấu nhỏ lúc nãy chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Tiếp đến chúng ta chắc chắn sẽ gặp những con cá sấu bự hơn. Và không biết cái hình dạng con cá sấu cuối cùng nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Tôi có thể dùng tay không để giết được nó hay không? Hay là vừa gặp nó đã táp tôi một phát, khiến thận của tôi đứt lìa. Hài, thật là đau đầu quá đi. Tôi lại nhanh chóng chạy về phía trước và bơi qua một cái đoạn suối. Tôi lại nhìn thấy những con cá sấu lớn hơn. Được rồi, tôi sẽ cố gắng tấn công bọn chúng, xem thử trong bụng bọn chúng có nuốt vật thể gì của con người khác hay không. Đây, có một con cá sấu nó đang quay lưng về hướng tôi. Tôi sẽ cố gắng dùng rìu tấn công lén nó. Hay lắm, tôi đã giết chết nó một cách rất dễ dàng. Sau đó tôi cũng đã mổ bụng và xé xác nó. Bên trong người của nó xuất hiện một cái túi. Bên trong túi này là một bộ đồ. Được rồi, tôi sẽ sử dụng bộ đồ này ăn mặc cho nó đẹp gái một chút, cho nó ấm áp một chút. Chứ đi săn cá sấu lõ lồ như thế này, mấy con cá sấu nó nhìn tôi nó ói mất. Nào, nãy giờ chúng ta chỉ săn những con cá sấu nhỏ, thiếu nhi, trẻ trâu mà thôi. Giờ thì hãy cùng theo chân tôi tiếp tục lên đường để có thể đối mặt với những con cá sấu bự hơn, khủng khiếp hơn. Tôi cũng bơi ngược trở lại dòng suối và rồi chạy trên cái bờ suối này một đoạn thì thấy được một con cá sấu. Con cá sấu này cũng nhỏ, thiếu niên mà thôi. Nó nhìn thấy tôi, nó phóng tới, dường như nó muốn nuốt chửng tôi thì phải. Nhưng thật xấu số cho nó, tôi cũng đã dùng cái rìu mà đã nhặt được trong bao tử của con cá sấu nhỏ bổ chính xác vào trong đầu của nó. Não của nó tét ra làm hai, thế là nó cũng đã chết. Và lần này thật là không may mắn cho tôi, con cá sấu tôi vừa giết nó chẳng có đồ đạc gì cả. Tôi lại chạy thêm một đoạn nữa và tôi cũng đã chính thức đặt chân vào cái thế giới của cá sấu khổng lồ. Những con cá sấu to bự cũng đã xuất hiện. Vâng, một con cá sấu khổng lồ tưởng tôi là con mồi, nó cũng đã lén chạy tới. Tôi núp sau tảng đá và xuất hiện bổ vào đầu của nó, khiến nó chết tại chỗ. Được rồi, không biết trong cái bao tử của con cá sấu bự này có thứ gì. Tôi cũng nhanh chóng lục soát kiểm tra xem. Wow, tôi cũng đã lấy được một cái cây cung. Chắc có lẽ con cá sấu này cũng đã giết rất nhiều người và trong đó có thợ săn nào đó cầm cung. Tôi cũng nhanh chóng sử dụng cây cung này đã nhặt được, tiếp tục lên đường đi săn lũ cá sấu siêu to, siêu khổng lồ của bà Tân Vlog. Thưa mọi người, những con cá sấu khổng lồ này chỉ là những con cá sấu đệ tử mà thôi. Bọn chúng không phải là chúa tể của loài cá sấu. Bọn chúng không phải là nỗi khiếp đảm mà người tiền sử phải sợ hãi. Vâng, tôi cũng nhanh chóng chạy vào cái thế giới cá sấu khổng lồ này. Bên trong này không những có những con cá sấu hung tợn mà có những loài khủng long khác rất là dữ. Bọn chúng thấy tôi là một con người nhúc nhích di chuyển, tưởng tôi là con mồi tấn công tôi. Nhưng mà tôi đâu phải là cái thứ hiền lành gì đâu. Do đó tôi cũng lấy rìu, lấy đồ chơi ra, dạy dỗ cho cái lũ khủng long mắc nết này không biết lễ độ. Sau khi loại bỏ hết tất cả các chướng ngại vật cản đường, tôi lại tiếp tục tập trung mục tiêu của mình vào lũ cá sấu khổng lồ. Tôi lại thấy thêm một vài con nữa. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cung cho nó tiện và đứng đằng xa tấn công lũ cá sấu, khiến bọn chúng không thể nào chạy. Lũ cá sấu hung tợn thấy tôi tấn công đồng loại của bọn chúng, bọn chúng cũng tụ tập lại rất là đông. Nhưng mà tôi là một tay chuyên nghiệp, không dễ nào bị ăn hiếp được đâu. Tôi cũng nhanh chóng hạ hết bọn chúng và tiếp tục thẳng tiến lên đường.
1 hour later. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển, tôi cũng đã chạy dọc quanh cái bờ suối. Và rồi tiến về phía trước thì tôi thấy được một con cá sấu rất bự, nó đang bị chết. Và trên người của nó xuất hiện rất nhiều vết cắn chí mạng. Dường như có một sinh vật gì đó đã giết chết con cá sấu này. Tôi lại tiếp tục đổi hướng và tiến thẳng về phía trước. Tôi lại gặp được một sinh vật cá sấu rất kỳ lạ. Trên đầu của nó đội một cái vương miện. Chẳng lẽ nó chính là cá sấu vua? Nó chính là cá sấu mà con người khiếp đảm hay sao? Và tất nhiên khi thấy tôi thì con cá sấu vua này cũng liền ập tới. Dường như nó muốn nuốt chửng tôi thì phải. Tôi cũng nhanh chóng vươn cung lên, bắn vào trong mắt, trong đầu, trong cổ của nó. Nó rất là trâu thưa các bạn à. Nhưng mà cuối cùng nó cũng đã ngã gục vì mất rất nhiều máu. Tôi cũng nhanh chóng tiến lại gần con cá sấu này và rồi mổ bụng xem thử bên trong nội tạng của nó, nó có ăn thứ gì của con người hay không. Vâng, tôi cũng đã giết nó và tôi cũng đã nhận được một số lượng đồ rất là nhiều. Tôi nhanh chóng mở cái túi đồ của tôi lên. Wow, có cả một bộ áo giáp màu đỏ rất là đẹp và rất là nhiều thịt. Được rồi, thịt thì tôi không cần đâu, tôi chỉ cần đổi bộ áo giáp mà thôi. Tôi cũng nhanh chóng đổi bộ áo giáp và ném tất cả những thứ không cần thiết ra. Và sau đó tiếp tục lên đường. Bây giờ thì tôi đã tự tin hơn. Và những cú đớp của những con cá sấu không thể nào giết chết tôi ngay lập tức được. Tôi có nhờ bộ áo giáp này, cơ thể của tôi trở nên rắn chắc, khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn và cái khả năng chịu đòn tốt hơn rất nhiều. Đi được vài bước thì tôi lại gặp thêm một con cá sấu vua nữa. Được rồi, lần này tôi sẽ nhanh chóng xử lý nó nhanh, gọn gàng. Không biết trong cái bao tử con cá sấu vua tiếp theo này có thứ gì đó hấp dẫn hay không. Vâng, con cá sấu vua này nó cũng đã chết. Tôi nhanh chóng tiến lại gần mổ bụng nó và nhận được một khối lượng vật phẩm rất lớn. Toàn là thịt không, nhưng mà có gì đó rất là hay ho đây. Wow, là một khẩu súng, còn có đạn nữa. Hay lắm, giờ tôi đã có đủ đồ chơi rồi, có giáp, có súng. Chúng ta hãy sẵn sàng tiến sâu vào bên trong để tiêu diệt những con cá sấu siêu bự siêu to ăn thịt người kinh khủng. Vâng, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân vào bên trong trung tâm mảnh đất của loài cá sấu khổng lồ ăn thịt rồi. Nhìn kia kia, trước mặt tôi đã xuất hiện một con. Nó đã mở một cái hàm răng rất bự. Chắc có lẽ tôi mà không cẩn thận, nó nuốt tôi giống như nuốt bãi nuốt miếng vậy. Hả? Hả? Nó cảm giác được mùi của tôi. Thôi, chạy, chạy. À nhưng mà khoan, hôm nay tôi là thợ săn cá sấu mà, đâu phải là cái thằng hèn nhát đâu mà bỏ chạy. Quay lại chiến đấu với nó nào. Tôi cũng nhanh chóng lắc léo, tận dụng những tảng đá khổng lồ để làm nơi ẩn nấp. Và sau đó kê cái cây súng ra, nhắm vào trong đầu của cá sấu này, bắn nhiều phát. Đúng là cái con cá sấu khổng lồ thiệt. Nó vừa to vừa bự vừa dai. Nhưng cuối cùng nó cũng phải chịu khuất phục dưới cái cây súng của tôi mà thôi. Nhanh chóng lục cái bao tử của nó coi có thứ gì hay không. Tôi cũng bắt đầu lục tìm và thấy được vài cái bộ phận của một bộ áo giáp. Tôi cũng nhanh chóng lấy chúng. Thì lúc này có một con cá sấu nhỏ hơn bay tới táp tôi. Nhưng mà không sao, với cái khả năng né tránh và khẩu súng hủy diệt của tôi cũng giết luôn con cá sấu nhỏ này. Sau đó tôi cũng mang mấy cái bộ phận áo giáp sắt mà tôi vừa mới lấy được để tăng khả năng chống đỡ, chịu sát thương cho tôi. Và tôi lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Dường như bên trong này là một cái thung lũng cá sấu rất là lớn. Loài cá sấu khổng lồ đang tồn tại ở đây. Và chắc có lẽ người tiền sử nào lạc vào đây thì chắc chắn không thể nào thoát ra được. Lũ cá sấu khổng lồ bọn chúng đang ẩn mình dưới nước chờ con mồi kìa. Tôi sẽ chủ động tấn công gây sự chú ý cho bọn chúng. Nhưng mà lúc này trong đầu của tôi suy nghĩ, liệu đây có phải là loài cá sấu khủng khiếp mà người tiền sử khiếp đảm hay tàn sát loài người tiền sử hay không? Hay là còn có những con cá sấu khổng lồ và khủng khiếp hơn nữa? Vâng, sau một hồi gây chấn động tại cái khu vực này, hai con cá sấu khổng lồ cuối cùng cũng đã chú ý tới tôi. Bọn chúng cùng một lúc nhảy lên bờ và rồi quyết nuốt chửng tôi cho bằng được. Tôi cũng nhanh chóng nhảy qua trái, né qua phải, nhảy giống như con ngựa gì đó. Tôi cũng né được những cái đòn đớp chí mạng của những con cá sấu khổng lồ này và lợi dụng những tảng đá để có thể ẩn nấp và dùng khẩu súng sặc gân này bắn liên tục vào trong cổ họng của bọn chúng. Sau gần một tiếng chiến đấu, tôi cũng nhanh chóng hạ được một con đầu tiên. Và rồi con thứ hai liên tục đớp vào người của tôi. Tôi cũng nhanh chóng bắn vào yết hầu của nó, khiến nó không thể nào thở được và cũng đã ngất đi. Vâng, lũ cá sấu siêu khổng lồ này rất là khỏe. Chắc nó cũng đã ăn thịt rất là nhiều người tiền sử đi qua đây rồi. Không biết lần này trong bao tử của nó sẽ chứa những cái vật thể quý báu gì hay không. Tôi hy vọng sẽ nhặt được thứ gì đó tuyệt vời. Tôi cũng tiến lại gần, mổ bụng và xem trong bụng của nó có những thứ gì. Wow,
Tôi thấy được những cái mảnh áo giáp sắt còn lại, thế là tôi cũng đã đủ một bộ. Và đặc biệt hơn, tôi đã nhặt được một khẩu súng AK cùng với đạn. Wow, lần này thì tôi đã có vũ khí súng máy siêu cấp rồi. Mấy con cá sấu chết tiệt, chúng mày chuẩn bị đi đầu thai lại hết đi. Tôi cũng tung tăng tiến về phía trước. Đi được vài bước tôi đã thấy được một con cá sấu khổng lồ màu xanh nữa. Đúng rồi, chính là nó, cục chúa tể cá sấu mà tôi đang cần muốn săn lùng. Chắc chắn con cá sấu này đã nuốt rất nhiều cơ thể của người tiền sử. Bây giờ tôi nhất quyết phải tiêu diệt được nó, kết thúc kỷ nguyên của cá sấu ăn thịt người. Không biết các bạn có nhìn thấy hay không, nó to hơn những con cá sấu hồi nãy, nó dữ hơn và nó rất đẹp hơn. Người của nó gai góc, sừng sủa hơn. Tôi nghĩ rằng trong bụng của nó rất là nhiều xương người, đầu sọ của người tiên sử. Nhìn cái hàm răng của nó kìa. Ôi trời đất quỷ thần ơi, cẩn thận, nếu không nó sẽ nhai đầu tôi mất. Tôi cũng đã sử dụng súng máy liên thanh AK bắn rất nhiều phát vào trong mắt, trong đầu của nó. Nhưng mà con cá sấu chết tiệt này không ngã gục. Thì bỗng dưng cái súng của tôi đang bị kẹt đạn. Tôi nhanh chóng sử dụng cái rìu sắt mà lúc đầu tôi đã nhặt được trong bụng con cá sấu nhỏ, lấy ra chém và quyết tử chiến với nó. Cuối cùng tôi cũng báo thù được cho các bộ tộc người tiền sử bị nó nuốt vào bụng rồi.